À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn văn học lớp 10 bộ sách kết nối tri thức. Mời các em đến với phần thực hành đọc Ngôn Chí bài 3 của Nguyễn Trãi. Am trúc hiên mai ngày tháng qua, thị phi nào đến cõi yên hà, cơm ăn dầu có gươm muối, áo mặc nài chí gấm là. Nước dưỡng cho thanh trì thượng nguyệt, đất cày ngõ ải lãnh ương hoa. Trong khi hứng động vừa đêm tuyết, ngâm được câu thần giọng giọng ca. Viện Sử Học Nguyễn Trãi toàn tập, SDDG, trang 396. Như vậy, cô vừa kết thúc phần thực hành đọc Ngôn Chí. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở văn bản tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.